Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay, điểm nóng ở tại Đông Âu thì đương nhiên vẫn gia tăng căng thẳng với những thông điệp về truyền thông cũng như là một cái chiến tranh lạnh giữa Nga và phương Tây đang tiếp lối rất căng về việc leo thang xung đột ở tại Ukraine. Thì ở tại Trung Đông bây giờ cũng rất căng thẳng. Ngoài vấn đề giải Gaza, Lebanon ra, thì vấn đề của Syria, lực lượng nổi dậy bắt đầu tấn công lực lượng chính phủ rất là mạnh. Và chúng ta đều biết rằng là lực lượng khủng bố tại Trung Đông nó không được hậu thuẫn bởi Mỹ và Âu thì không bao giờ nó hoạt động được. Đó là điều hiển nhiên. Hoa Kỳ đào tạo khủng bố, nuôi dưỡng khủng bố để đạt được những yếu tố chính trị của mình mà đi. Chứ không phải tự dưng một khủng bố có đâu. Đó. Khủng bố lấy đâu ra tăng thiết giáp và các loại khí tài sử dụng triền miên từ năm này qua năm khác được. Lấy đâu ra tiền bạc để mà hoạt động được. Nếu như không có sự hậu thuẫn từ những cường quốc ở phương Tây. Qua đây chúng ta mới biết là Hoa Kỳ đang cố gắng sử dụng vấn đề ở tại Syria, lực lượng khủng bố để đạt được yếu tố chính trị của mình nhằm làm suy yếu Nga ở tại Ukraine. Nhưng mà sau gần 3 năm chúng ta cũng đã thấy nỗ lực của phương Tây sẽ không thành công trong kịch bản này được và sẽ không thể gây hại cho Liên bang Nga được. Như phía Nga chia sẻ rằng là sử dụng chủ nghĩa khủng bố cho mục đích địa chính trị là không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao của Nga Lavrov cho biết việc sử dụng khủng bố để đạt được các mục tiêu địa chính trị như đang diễn ra với nhóm nổi dậy ở tại Syria, nhóm thánh chiến ấy, là không thể chấp nhận được. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việc sử dụng những kẻ khủng bố ở tại Syria để đạt được các mục tiêu chính trị là không thể chấp nhận được, vì hiện tại chúng ta đang thực hiện bằng cách là dàn dựng cuộc tấn công ở khu vực giảm. Dàn dựng cuộc tấn công ở khu vực này. Lavrov tuyên bố sau cuộc gặp với các nhà ngoại giao Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ở tại Qatar. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga đã họp tại Doha trong ngày hôm qua để thảo luận về bước tiến nhanh chóng của quân đội nổi dậy ở tại Syria. Nhóm phiến quân nổi dậy ấy, cùng với các đồng minh của đã có những hành động mà nổi dậy và chống lại lực lượng chính phủ ở tại Syria trong những ngày vừa qua, và có phần nào đó gây thiệt hại vô cùng lớn về cơ sở tầng cũng như là về con người. Khi mà Hoa Kỳ giật dây cho cuộc xung đột ở tại giải Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, kết quả sau hơn một năm đã thất bại, thì bây giờ muốn mở rộng thêm một số điểm nữa để ảnh hưởng tới Nga. Mục tiêu ở tại giải Gaza là để cho Ả Rập Saudi phải mở van dầu thô. Còn ở tại Syria là nhắm tới Nga để khiến cho Nga suy yếu ở tại Đông Âu. Nhưng gần 3 năm qua nó đã chứng minh điều này Hoa Kỳ sẽ không thể thành công được. Trong khi đó người ta quan tâm tới cái nước cờ của Tổng thống đắc cử Donald Trump khi cảnh báo thao túng, cảnh báo tung đòn áp thuế lên các quốc gia khác trên thế giới. Các quốc gia bao gồm cả các đối thủ lẫn đồng minh của Mỹ đều có sự chuẩn bị trước nguy cơ bị áp thuế theo cảnh báo của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong bối cảnh chính trị nội bộ của Mỹ có sự phân cực sâu sắc, Tổng thống đắc cử Donald Trump vốn luôn tự hào coi mình là người áp thuế với tiền lệ đánh thuế nhập khẩu khá mạnh vào hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ cả đối thủ lẫn đồng minh hay là láng giềng gần gũi ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Một lần nữa thì khiến toàn thế giới chú ý rằng những tuyên bố gây sốc về chính sách thuế quan toàn cầu mà chính quyền Donald Trump có thể áp dụng. Canada, Mexico, EU đều bị cản. Khác với chính quyền tiền nhiệm thì ông Donald Trump tiếp tục khẳng định triết lý nước Mỹ là trên hết thông qua các công cụ thuế quan, một đặc sản mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây được xem như là vũ khí địa chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Với những tuyên bố mới nhất thì ông Donald Trump dự kiến sẽ áp thuế 25% nên tất cả sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời tăng thêm 10% với hàng hóa của Trung Quốc. Thậm chí là ông tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu đến từ những nước BRICS nếu nhóm này tạo ra đồng tiền chung hoặc là sử dụng đồng tiền khác để thay thế đồng USD,
Ngoài ra thì các nước đồng minh EU cũng là những đối tượng tiềm tàng bị áp thuế nhập khẩu với những lý do đó là khác nhau. Theo viện Peterson ấy, về kinh tế quốc tế thì những biện pháp thuế quan như vậy không chỉ tác động trực tiếp đến dòng chảy thương mại mà còn là công cụ gây áp lực nhằm đạt được mục tiêu địa chính trị của mình. Theo chuyên gia kinh tế thì thuộc trung tâm nghiên cứu của CBII, đây không chỉ là những đe dọa đơn thuần về thương mại mà là một chiến lược đàm phán phức tạp để giải quyết các vấn đề hệ trọng trong quan hệ Mỹ và các nước khác trên thế giới. Ông Trump chính sách nâng Mỹ trên hết và kết quả thuế quan là con đường mà Hoa Kỳ đang sử dụng. Nhưng câu chuyện của Hoa Kỳ ngày hôm nay áp thuế sẽ không thể nâng tầm vị thế của nước Mỹ được. Trong khi đó thì vấn đề Ukraine bây giờ vẫn là một vấn đề lớn cho vị thế của Mỹ ngày hôm nay. Tổng thống Ukraine tiết lộ về kết quả hội đàm ba bên với ông Trump và ông Macron. Nói về cuộc hội đàm này, người ta quan tâm tới cái bắt tay của ông Donald Trump với lại Macron. Donald Trump gần như là có động thái dùng sức để đe nẹt đó là Macron. Thực ra là Mỹ đang đe nẹt đó là nước Pháp thông qua bắt tay của mình. Đây là thói quen của Donald Trump, luôn muốn đàn áp kẻ yếu thông qua vấn đề đó là ngoại giao trực tiếp bằng cái bắt tay của mình. Từ nhiệm kỳ trước cho đến bây giờ, chứ không chỉ là hiện tại bây giờ. Tổng thống đắc cử Donald Trump ấy, Tổng thống Macron cùng với Zelensky đã có cuộc hội đàm ở tại đó là Pháp. Cuộc hội đàm nêu trên diễn ra trong ngày hôm qua mùng 7 tháng 12 trong khuôn khổ buổi lễ long trọng đánh dấu việc mở trở lại nhà thờ Đức Bà kéo dài khoảng 2 phút. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết được cuộc hội đàm là tốt đẹp để hiệu quả và ba nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục hợp tác cùng nhau. Ông Zelensky cho biết là chúng tôi đã trò chuyện và chỉ nói về Ukraine, về người dân Ukraine cũng như là cách hỗ trợ họ. Và đó là một cuộc họp rất tốt mang tính đó là xây dựng. Theo nhà lãnh đạo Ukraine thì điều quan trọng nhất là hòa bình công bằng cùng các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine. Và các đối tác của Ukraine đang lắng nghe và đang tiếp thu quan điểm của Kiev. Trước đó thì khi phát biểu với báo giới, khi bắt đầu cuộc hội đàm thì Tổng thống Pháp cùng ông Trump chia sẻ có vẻ như thế giới đang hơi điên rồ ngay lúc này và chúng ta sẽ nói về điều đó. Bất chấp căng thẳng giữa hai bên trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo trung dung của Pháp, nhấn mạnh là chúng tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời như mọi người đều biết, chúng tôi đã đạt được rất nhiều đó là thành tựu. Về phần mình, ông Macron đáp lại rằng người dân Pháp rất vinh dự khi được chào đón ngài đến dự lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà. Ông bình dị công trình bị cháy vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump. Điều quan trọng hơn trong cuộc gặp ba bên này đã không đưa ra lời tuyên bố chung, nhưng với ông Zelensky thì vẫn nói rằng đây là cuộc gặp ba bên đó là tốt đẹp và thành công. Thế nhưng một tuyên bố chung thì chưa đưa ra được. Trong khi đó trên chiến trường thì lính Ukraine đang kiệt sức, rời bỏ vị trí giữa lúc chiến trường đang nước sôi lửa bỏng. Đây cũng là cái tín hiệu đáng báo động mà một số nhà báo và chuyên gia quân sự của Mỹ-Âu đã đưa ra trong những ngày vừa qua. Theo dữ liệu của Văn phòng Tổng thống, kể từ năm 2022, Ukraine đã mở gần 96.000 vụ án hình sự đối với những người lính đã từ bỏ vị trí chiến đấu. Con số này tăng gấp 6 lần trong 2 năm qua và hầu hết các vụ án được mở trong năm nay. Kinh chưa? Con số đáng báo động chưa? Đây chính là cái dấu hiệu cho sự thảm bại của lực lượng vũ trang Ukraine. Binh lính Ukraine kiệt sức rời bỏ vị trí ngày càng gia tăng. Vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine thì có những cái gây sốc đến từ nhiều nhóm binh sĩ ở trên chiến trường. Họ đã không chiến đấu và tự ý rời bỏ vị trí, đảo ngũ rời khỏi chiến trường. Những vấn đề bên trong quân đội Ukraine ngày hôm nay này, những thay đổi này diễn ra khi mà những người lính Ukraine phàn nàn rằng họ không chỉ phải chiến đấu với Nga mà còn với bộ máy quân sự quan liêu của chính đất nước mình. Một người lính tham gia phòng thủ lãnh thổ với mong muốn chiến đấu với đối thủ theo cách hiệu quả nhất
Nhưng anh cho biết là anh đã nhanh chóng bị cản trở bởi sự thiếu tổ chức bởi bộ máy quan liêu gây ra, và khiến cho tình hình ở trên chiến trường càng trở nên khó khăn hơn, và lực lượng đảo ngũ rời vị trí ngày càng nhiều hơn, thậm chí là chủ động đầu hàng nhờ chính sách quan liêu của Ukraine đấy. Trong khi đó ông Zelensky khi mà gặp Donald Trump ấy, gặp riêng Donald Trump ấy, thì muốn kết thúc sớm cuộc xung đột với đại Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết là các nhà lãnh đạo mong muốn sớm kết thúc chiến tranh sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thế nhưng ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay đã không có những nhà lãnh đạo hợp pháp để có thể chấm dứt cuộc xung đột hay là bước vào bàn đàm phán với Liên bang Nga. Đây cũng là một rào cản để cho Donald Trump cần phải giải quyết. Sẽ không có bất kỳ một lời giải thích nào khi mà Ukraine không có nhà lãnh đạo hợp pháp. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đến Paris vào ngày 7 tháng 12 để tham dự lễ mở lại nhà thờ đó Đức Bà tại Paris đấy. Truyền thông Pháp đưa tin là ông Trump đến đây khoảng 4 phút này. Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Pháp Macron đã ôm nhau nồng ấm bên ngoài đó là cung điện trong cuộc gặp sau 30 phút. Và mong muốn của ông Zelensky khi gặp Donald Trump là muốn chấm dứt sớm xung đột ở tại Ukraine ngày hôm nay. Đây được coi là quá trình tát nước theo mưa để phù hợp với những lời tuyên bố của Donald Trump. Tuy nhiên, ở tại Ukraine và trên chiến trường ngày hôm nay, nó đang không ủng hộ cho việc này. Nó đang không ủng hộ. Lực lượng quân đội thì đang ở thế yếu, rút chạy và tổn thất lớn trong cuộc chiến tranh tiêu hao. Chính quyền Ukraine và đến quốc hội thì đều là bất hợp pháp với hiến pháp và luật pháp Ukraine. Không có ai là chính danh để có thể bước vào đàm phán và tuyên bố chấm dứt xung đột được. Ngoài yếu tố này ra thì ở tại Ukraine ngày hôm nay cũng đang được Mỹ đề nghị hạ độ tuổi xuống 18 để tuyển nhân sự vào đội ngũ. Điều này đang dấy lên một cái làn sóng ở tại Ukraine là thanh thiếu niên chuẩn bị chạy trốn khỏi Ukraine. Nhiều thanh thiếu niên Ukraine đang có kế hoạch rời khỏi đất nước và không bao giờ quay trở lại để đáp lại sức ép ngày càng tăng từ phía Hoa Kỳ nhằm buộc Kiev hạ độ tuổi hạ độ tuổi ấy, tối thiểu phải nhập ngũ như tờ Time đưa tin. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm ông Lincoln đã phàn nàn vào đầu tuần này rằng những người từ 18 đến 25 tuổi không tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Chúng tôi nghĩ rằng là nhiều người trong độ tuổi nghĩ rằng việc đưa những người trẻ tuổi hơn vào cuộc chiến là điều cần thiết, ông nhấn mạnh. Tờ báo Anh trích dẫn lời một thiếu niên đến từ thành phố Kharkov trong một bài viết cho viết rằng người này cho biết là nhiều người bạn của cậu ấy hiện đang chọn đi du học vì ở đó an toàn hơn, không có nguy cơ bị đưa vào quân đội khi học tại một trường đại học ở nước ngoài. Anh giải thích và nói thêm rằng anh dự định sẽ học ở tại Ba Lan và có thể sẽ không trở về sau khi tốt nghiệp. Khi tôi hoàn thành, tôi sẽ quyết định có nên quay trở lại Ukraine hay là không. Ở đó sẽ an toàn hơn, không có bom rơi và không có nguy cơ tôi bị huy động tham gia vào cuộc chiến. Một thiếu niên khác đã trả lời phỏng vấn tờ Time cho biết là em cũng muốn theo đuổi con đường học vấn cao hơn ở nước ngoài. Đáp lại lời kêu gọi của Hoa Kỳ yêu cầu Kiev gửi thanh niên ra tiền tuyến, nhà lập pháp Ukraine nói với tờ báo rằng là quyết định hạ độ tuổi động viên xuống 18 sẽ vấp phải sự phản đối lớn trong nội bộ Ukraine và chúng tôi sẽ không đạt được kết quả trên chiến trường như mong muốn vì đây không phải là số lượng người quá lớn. Và đây không phải là bước đi để cứu nguy cho tình thế Ukraine trên chiến trường, mà đây là bước đi để hủy diệt dân tộc Ukraine và cho thấy Ukraine đang bị tổn thất rất lớn về mặt nhân lực và mất khả năng kháng cự trước đà tiến công của Nga rồi. Trong khi đó thì ở tại Mỹ, báo chí đang gióng hồi chuông cảnh báo đến từ đó Liên bang Nga, khi mà phương Tây vẫn tiếp tục đi theo chính sách thù địch và muốn Nga thất bại chiến lược trên chiến trường. Những hành động khiêu khích vô trách nhiệm của phương Tây và phân lò học thuyết hạt nhân đã sửa đổi của Nga chỉ khiến một cuộc xung đột hạt nhân đến gần hơn mà thôi. Phương Tây đang nhầm lẫn sự kiềm chế của Tổng thống Putin trong việc đưa ra những quyết định cực đoan với hù dọa này. Những kết quả của sự liều lĩnh này có thể là một cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt đang tới gần hơn bao giờ hết,
với quy mô chưa từng có từ thời chiến tranh lạnh. Ngoại trừ khủng hoảng ở Cuba này, nền văn minh của chúng ta đã tiếp tục kiểm tra giới hạn khả năng của Moscow hết lần này đến lần khiêu khích khác, chủ yếu vì mục đích chính trị và tuyên truyền của phương Tây, của những kẻ lãnh đạo hiếu chiến. Cần lưu ý rằng là các nhà lãnh đạo của phương Tây hành xử vô trách nhiệm khi từ chối thực hiện những thay đổi nghiêm túc trong học thuyết hạt nhân của Nga và thừa nhận là thực tế về nguy cơ leo thang. Bài báo nhấn mạnh rằng chính chiến lược này đang dẫn thế giới đến vực thẳm. Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh và phê chuẩn về học thuyết hạt nhân mới. Lần này việc Nga sử dụng vũ khí dân đe không nhất thiết là bị tấn công hạt nhân nữa, mà chỉ cần bị tấn công bằng tên lửa thông thường và các quốc gia hạt nhân ủng hộ, cường quốc hạt nhân ủng hộ, thì Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả, bảo vệ lợi ích an ninh của mình. Nhưng phương Tây lại vẫn tiếp tục đưa ra những cái giới hạn kiềm chế mới của đối với Nga. Và mọi thứ đều có giới hạn của nó, chứ không phải là vô thời hạn được. Khi mà phương Tây tiếp tục khiêu khích, Nga buộc phải có những hành động tương xứng để phương Tây nhận những bài học rõ ràng hơn. Sự thật khủng khiếp về lực lượng vũ trang Ukraine cũng được tiết lộ ở phương Tây, về hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn binh sĩ đã và đang rời khỏi chiến trường. Bộ chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine có cố tình vượt xác binh sĩ tử trận, vứt xác binh sĩ tử trận ở mặt trận để bỏ túi khoản tiền bồi thường. Nhà báo Aynen chia sẻ hiện trạng này vẫn xảy ra ở trên toàn bộ, đó là chiến tuyến. Nhà báo này công bố rằng theo nghĩa đen, hàng chục nghìn người Ukraine thiệt mạng bị bỏ rơi trên chiến trường. Kiev muốn họ ở lại đó hơn, bởi vì bằng cách này những chỉ huy tham nhũng có thể tiếp tục bỏ túi tiền bồi thường và không trả cho gia đình những người bị thiệt mạng. Reuters dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay Hoa Kỳ đang kêu gọi Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ ở nước này từ 25 xuống 18 trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt quân nhân. Hãng tin AP cũng đưa tin rằng là chính quyền Biden giải thích lời kêu gọi của họ là toán học thuần túy. Thậm chí họ còn kêu gọi là huy động thêm cả nữ giới đưa chiến trường nữa. Nó mới tạo ra một cái làn sóng dư luận thanh thiếu niên rời bỏ đất nước và không muốn quay trở lại. Đây là quá trình phá hoại toàn diện về Ukraine ngày hôm nay. Chuyên gia Hoa Kỳ thì nói về sự sụp đổ ở khu vực chiến dịch đặc biệt, không biết sống sót như thế nào. Trong khi đó phương Tây vẫn tiếp tục hô hào Ukraine, huy động binh sĩ đưa ra chiến trường chết chóc một cách đó là vô ích. Bầu trời và đạn dược thì không được viện trợ và bảo vệ. Không cần nghi ngờ gì nữa về khả năng sụp đổ xảy ra của lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ có câu hỏi duy nhất là vào thời điểm nào. Vị chuyên gia khoa học chính trị người Mỹ chia sẻ điều này với báo chí. Zelensky đang thua trong cuộc xung đột và tổn thất nặng nề, trong vòng vài tuần nữa quân đội của họ của ông ta ấy, có thể bị đánh bại và buộc phải đầu hàng. Thế mà ông ta cứ nói như thể là đang thắng, hoặc là dường như Hoa Kỳ có thể can thiệp vào cuộc xung đột và đóng băng xung đột tại nơi đây. Thật là nhảm nhí khi họ tin tưởng về điều đó. Theo lời vị chuyên gia này thì sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine có thể xảy ra ngay trong những tuần tới, thậm chí là trước khi Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, mặc dù một số chuyên gia đang tiến hành đếm ngược từng ngày đến mốc tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump. Tôi không thể tưởng tượng được Ukraine sẽ có thể sống sót như thế nào. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn và ông Zelensky đã không thừa nhận về sự thất bại của mình trên chiến trường. Trước tình thế cam go khó khăn thì phương Tây tập thể tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố động trời bằng cách gia tăng căng thẳng leo thang với lại Nga. Về mặt đó là dư luận, như là thêm nhiều F-16 được chuyển tới Ukraine. Tuy nhiên thì F-16 được chuyển tới cho Ukraine đã hàng tháng nay rồi, nhưng nó chưa được sử dụng ở ngoài chiến trường. Tướng Zelensky đã hy vọng rằng F-16 sẽ là vũ khí để giải vây cho mặt trận Kharkov và Sumy. Nhưng đến ngày hôm nay, Kharkov và Sumy đang trở thành nghĩa địa để đắp mộ cuộc tình, khí tài và nguồn nhân lực của Ukraine. Còn Hoa Kỳ thì Tổng thống Biden nói rằng triển khai 80.000 lính Mỹ ở tại châu Âu để gia tăng sức mạnh cho lực lượng của NATO ở tại Sơn Đông. Nhưng trong gần 3 năm qua, người ta cũng đang thấy mọi nỗ lực
của NATO ngày hôm nay cũng trở nên vô ích trước sức mạnh của Liên bang Nga, khi người ta thừa nhận rằng Nga càng đánh càng mạnh, trong khi phương Tây càng hỗ trợ Ukraine thì lại càng suy yếu và càng làm cho Ukraine mất nhiều đất đai hơn, chứ không mang lại cho Ukraine có thêm được sức mạnh. Đây chính là sự thất bại của một phương Tây tập thể khi mà họ đưa ra một chính sách thù địch với Liên bang Nga và duy trì trật tự thế giới đơn cực, thì kết quả cuối cùng phương Tây sẽ phải nhận hậu quả trong bối cảnh thế giới đang trỗi dậy. Và sự trỗi dậy của Nga Trung là khẳng định cho vị thế của Mỹ đã mất. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.